Sáng ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Hải Hoàng, sinh năm 1973, phường Thủy Xuân, thành phố Huế và thu giữ hơn 2.300 viên ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Thủy Xuân nắm được nguồn tin Mai Văn Hải Hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy. Từ nguồn tin, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Hoàng, phát hiện thu giữ 2.317 viên nén màu đỏ và 20 viên nén màu xanh. Bước đầu, Hoàng khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, Hoàng mua về mục đích để bán kiếm lời.